thiên cho những người tội lỗi dù có đạo hay không có đạo. Xin Chúa thương xót giúp mọi người được trở về với Chúa và được sống với nhau trong tình thương yêu. Lạy Chúa, Chúa biết trí khôn chúng con chậm chạp, còn tâm hồn thì cứng cỏi. Xin Chúa thêm đức tin cho chúng con, nhờ đó dù gặp thất bại hay gặp khó khăn đau khổ đến đâu, chúng con vẫn luôn giữ được lòng tin yêu Chúa. Chúng con cầu xin nhờ đức Kitô Chúa chúng con.
Yeah.
lạy Chúa, ghi mình nhớ ơn Chúa chịu chết và sống lại. Chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Chúa hằng hồng cùng anh chị em.
anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Quý vị trưởng đặc biệt sẽ cho chức lễ